Mô Phật. Thì hôm nay cũng là ngày 23 tháng 6, thì cũng như hôm trước bữa 21 thì quý vị đã biết tôi rồi, thì chúng ta khỏi dài dòng, giờ chỉ có đi thẳng vào bài giảng thôi. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều đắc thánh quả và chóng vãng sanh cực lạc để thành Phật đạo. Thì như cô vừa giới thiệu đó, thì pháp lý là quan trọng hết. Đó là thầy của ba đời chư Phật mà cũng là thầy của chúng ta. Thành ra trong bố thí, Đức Phật chia ra có ba thứ: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thì tài thí là bố thí tiền bạc và sức lực của chúng ta. Còn pháp thí là ban bố cái sự hiểu biết, cái nhận thức đúng đắn để đi tới giải thoát. Còn vô úy thí, vô là không, úy là sợ, là không sợ, đem cái xác thân này để cứu chúng sanh trong dòng nước trôi lửa cháy tên đạn. Thì chúng ta thấy như vậy mà tài thí và vô úy thí không bằng một phần tỷ tỷ của pháp thí. Vì chúng ta để ý, tài thí là cứu tất cả mọi người trong một vài ngày, một vài tháng, một vài năm và suốt cuộc đời của mình, nhưng mà rồi cũng đầu thai thôi. Còn vô úy thí cũng cứu mạng người trong kiếp này, trong vài chục năm hoặc là vài trăm năm rồi cũng chết thôi. Còn pháp thí mà chánh pháp của Đức Phật là đi tới cái bất tử. Thì tôi đã nói rồi, cái bất tử ít nhất là cũng phải quả nhập lưu, mà nhập lưu cũng còn sanh tử 7 lần trong cõi trời và người, trời dục giới. Còn nhất vãng lai cũng còn đầu thai 1 lần ở cõi trời sắc giới. Còn bất lai thì đầu thai cõi tứ thiền vô sắc rồi đi tới quả la hán. Chỉ có mình a la hán mới thật sự là chấm dứt luân hồi sanh tử khổ. Mà chúng ta biết Đức Phật đã nói rằng cái thời buổi này 1.000 năm chánh pháp, tới mất đi 500 năm vì thâu người nữ, và 1.000 năm tượng pháp, còn 10.000 năm sau là mạt pháp. Cho nên chúng sanh thời mạt pháp thì trăm người tu thì có 1-2 người đắc thánh quả thôi. Vì lẽ đó, với cái lòng từ bi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nếu mà còn ngày thì chúng ta vào giáo hội thì dĩ nhiên là 100 người đắc quả thánh hết 100 người. Bây giờ cái đức của chư Phật rất lớn, thành ra trong tứ nan đó, sanh vào cõi Phật là một cái đồ rất khó. Có 4 cái: một là nhân thân nan đắc, là mang được thân người rất khó. Chút nữa chúng ta sẽ giảng tại sao thân người khó, mà chúng ta mang được thân người. Thiện duyên năng ngộ, mang thân người mà được đầy đủ căn lành, tức là 6 căn đầy đủ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không có khuyết tật, và được gặp Phật pháp, được xuất gia, là một điều khó. Thứ hai, nghe Phật pháp nam văn, nghe được chánh pháp trong thời mạt pháp này rất khó. Thời Đức Phật Thích Ca, hồi Thái tử Siddhartha ta toàn là pháp người trời không, pháp Phật chưa có. Tới chừng ngày hồi với cội Bồ Đề trong 49 ngày, ngài thuyết cái bài pháp là Sư Tử Rống, thì bắt đầu mới có tứ sa môn quả, mới có đạo Phật. Nhưng bây giờ đã mất rồi. Bởi vì cái tu của đạo Phật nó khó. Sau khi ngài đắc quả rồi, ngài chính nhập diệt, tức là vào niết bàn, không ra giáo hóa. Vì ngài thấy là cái Phật tánh đó nó quá giản dị. Giản dị là không phải là dễ, nghĩa là nó chỉ là cái một thôi, không có đạo sư, không có pháp môn, không có từ từ, không có lai rai, không có không gian và thời gian, chỉ nhận lại thôi. Thì chúng sanh đã quen cái tu từ từ rồi, có pháp môn, có đạo sư, và có cái khuôn khổ, có giới luật đàng hoàng, thì cái đó nó trói cột mình, có thể là chuyển hóa, có thể là thăng hoa,
có thể là tiến lên các cõi trời. Thì Đức Phật nói cõi trời cũng như cái xiềng vàng, xiềng kim cang, rồi cõi địa ngục ngạ quỷ cũng như xiềng cây, xiềng xét. Thì lên cao thì nó hạnh phúc, sung sướng, thanh nhàn của cõi trời. Nhưng mà vì sung sướng đó chúng ta không chịu tu. Chúng ta thấy những người giàu có đó là không bao giờ tu. Nhất là khó mà thọ tám giới. Như quý vị đây ạ. Tám giới thì năm cái giới đầu thì còn dễ, đó là nhân nghĩa lễ trí tín. Còn ba cái hạnh sau không phải là giới, tức là cái hạnh kiểm, cái tư cách của người tu. Mình có phạm cũng không sao, còn giới phạm là người ta thưa mình ở tù đấy, thấy không? Thì ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn cho xinh đẹp, không nghe xem hát múa đờn kèn, chỗ dư đông yến tiệc, không trang điểm phấn son dầu qua ở quần hào lụa tươi tốt. Thì ba cái này khó giữ lắm, bởi vì mình không giữ cũng không sao, không ai thưa kiện mình hết. Cái đó là cái hạnh kiểm của người tu. Mà mấy người giàu có mà biểu đừng có xe xua chân diện làm sao được. Quý vị ngoài đời mà quý vị ăn mặc đơn giản vậy chứ. Mà khi mà đi đám cưới là tôi gặp một cái là tôi ê chề á. Trời ơi, kẻ áo chân mày dài thòn đen thui, má phấn. Rồi gặp tôi cứ quýnh hết trơn. Nó bạch sự thông cảm bữa nay đám cưới của bà con. Đám cưới phải sửa soạn sao? Mình đàng hoàng tắm rửa chải tóc đàng hoàng thôi, rồi xoa son dội phấn chi nữa mà vẫn làm thôi. Nhất là những người Việt kiều, nó gửi tiền về nó bắt mấy đứa em của nó là phải trang điểm thêm, nó gửi son phấn rồi gì không là nó cúp lương, rồi thành ra nó độ mình. Mấy người không tu lại độ những người tu. Mình thọ năm giới tám giới rồi mình không giữ được, nó độ mình. Bởi vì mình khoái đô la, không có nó cúp viện trợ thì mình chết. Mình đâu phải chiều nó. Biết bao nhiêu Phật tử như vậy đó. Nhất là những người mà giữ năm giới, rồi khi mà đi qua bển chơi, qua ngoại quốc, lễ tôi sẽ chứng minh là con xuất ngoại. Tôi hỏi sao cái đầu bữa nay nó đỏ ao vậy, nó dính cái gì trên đầu tóc thôi. Còn nó nhuộm xưa ơi, không nhuộm nó không cho đi. Thì quý Phật tử thấy là cuộc đời này rất là khó tu, rất là khó tu. Bởi vì chúng ta đặt vấn đề tiền bạc là quan trọng, tài trí là quan trọng, có nó chỉ đem lại phước báo thôi. Chúng ta thấy mà ông Lương Võ Đế làm vua đó mà còn chết vì đói, bị tù quạt hoàng sào nó bao vây, mà ông gặp là gặp Bồ Đề Đạt Ma chánh pháp đó. Thế mà ông gặp vừa đầu tiên ông tiếp đón rất niềm nở. Rồi đầu tiên câu hỏi ổng là cái gì biết không? Trẫm từ lên ngôi bây giờ là tạo hơn 72 tiếng chùa, độ hơn 3.000 tăng. Như vậy có công đức gì không? Có trí tuệ gì không? Thì Đạt Ma nó không có trí tuệ, không có công đức gì hết. Ông nói cái đó là cái gì? Cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Chúng ta thấy vậy, như mấy ông mấy bà bây giờ nói đi quỷ lậu thì khói. Giờ tôi mà tạo cái tượng Quan Âm đi thì giờ hai ba người cũng đưa sức cúng, không tiền cũng về nhà móc tiền làm sao đi vay mượn để mà cúng. Có phước cúng cho tôi thì có phước, mà cúng cho Phật tử thì không có phước. Chúng là người phước tật thì không có phước, thì cái đó đúng thôi chứ không phải sai. Trong kinh 42 chương có nói đó, cúng cho 10 người không giữ giới không bằng cúng cho người giữ năm giới, phước báo nhiều hơn. Cúng cho 100 người giữ năm giới không bằng cúng cho một người giữ tám giới. Cúng cho 1.000 người giữ tám giới không bằng cúng cho một người 10 giới. Cúng cho 10.000 người giữ 10 giới không bằng cúng dường cho một vị sa di. Cúng dường 100.000 vị sa di không bằng cúng cho một vị tỳ kheo đại đức. Nào cứ lên lên như vậy hoài. Cuối cùng là cúng dường cho một vị đắc quả bất lai cả triệu người không bằng cúng cho một vị A-la-hán. Cúng dường cho cả tỷ vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một vị Bồ-Tát Thánh, đắc A-la-hán phát Bồ-đề tâm. Rồi cúng dường cho tỷ tỷ Bồ-Tát Thánh không bằng cúng dường cho vị Như Lai. Thì cứ thế là quý vị cứ lừa mấy người tu lâu ắt hẳn lên sư cụ. Tôi từ lâu mới có đức có việc không thì cứ thăng lên tới hòa thượng thôi. Hòa thượng là thiêu á,
tức là già chứ mà cái đạo quả đâu có phải là ở cái tuổi tác, đạo quả là ở cái tu hành, hạ thủ công phu có chứng đắc hay không. Còn cái câu cuối mới gì không để ý à, thì nói là cúng dường cho tỷ tỷ vị Bồ Tát Thánh không bằng cúng dường cho một Đức Như Lai. Còn một câu chốt nữa mà quý vị không hiểu rồi quý vị bỏ tới đó là hết. Thành ra cứ lừa mấy người tu, mấy người tu lâu đó không? Lên hòa thượng thì cúng dường cho nhiều. Còn nữa bà con khuyết tật đồ đó như bệnh hoạn mình không để ý tới. Mình nghe tới làm tượng Quan Âm thì thôi cúng hết mình, không cúng, không cho nữa là còn buồn đó. Cúng chùa xây tượng Phật mà tôi chết rồi thay mà cái tháp mà sờ tôi là chắc ai cũng dành hết. Đó, chúng ta không hiểu được. Cái câu cuối cùng trong kinh 42 chương đó là cúng dường cho tỷ tỷ Đức Như Lai cũng không bằng cúng dường cho cái chân tâm bổn tánh của mình. Cái này mới rút, mới chót rút rõ nhất à, thì chúng ta thấy cái tiến trình ngũ quẩn nó rất là quan trọng, nó nằm trong con người của mỗi người chúng ta mà chúng ta chả biết gì hết. Thì ngay bây giờ hai quỷ súc sanh Atula không có đợi tới chết nữa, mà nếu bây giờ địa ngục ngạ quỷ thì chết đi vào ngày địa ngục ngạ quỷ. Chúng ta nên nhớ cái tâm là cái quan trọng, cái tâm là cái hiểu biết. Thành ra nãy tôi nói nó trong bố thí, tài thí, pháp thí, vô quý thì cái pháp thí là quan trọng, pháp thí là tâm, là cái nhận thức, cái hiểu biết chúng ta. Nhận thức như thế nào thì mang thân như thế đó. Bây giờ tôi thân người, nhưng mà tôi nhận thức là A-la-hán, thì thân người nhưng mà tâm A-la-hán, thì khi cái thân này hết thọ mạng chết rồi, thì tôi vào cảnh giới A-la-hán. Tức là lặng lẽ chân không. Còn nếu bây giờ tôi thân người mà tâm tôi là tâm chó, giống như loài chó, tôi sân giận tối ngày, cha mẹ nói một tôi cãi hai ba, bạn bè có chỉ trích tôi nổi sân tôi cự lại, thì cái tâm đó là tâm thú vật. Thì hiện giờ thân là thân người, khi chết thân người thì cái tâm này nó sẽ phát hiện hình thức con chó. Thì bây giờ thân chó, tâm chó. Còn bây giờ nếu tôi chửi cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ, hoặc là giết cha mẹ, thì đây là phạm tội ngũ nghịch. Tôi là địa ngục, ngay bây giờ là địa ngục, điên luôn. Thì khi chết thì tôi thành đất đá, vật lý. Tất cả đều do mình, không có một đấng nào xen vào đó. Đừng có nói là Phật phạt, hay là trời phạt, hay là diêm vương phạt, không có ai phạt mình hết. Chính mình phạt mình. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Cũng như công an không bao giờ nhốt người không tội, mình có tội mới bị phạt. Thành ra diêm vương địa ngục đó không có đối với người Phật tử mà giữ năm giới, nhưng mà cõi trời sẽ có với mình, mình sẽ đầu thai vào đó. Còn mà tụi xì ke ma tí thì có địa ngục, có diêm vương, có 18 tầng. Còn mà cõi cực lạc sẽ có những người nhất niệm phát nguyện, cõi cực lạc có. Còn mấy người khác là cực lạc không có. Thành ra thế giới này có là có với chúng sanh này, mà không có chúng sanh khác. Thành ra mình hạ với chúng sanh nào thì mới đầu thai vậy đó. Hiểu vậy không? Không có một đấng tạo hóa nào tạo ra mình hết. Không có một đứa Chúa Trời hay một vị Phật nào mà có thể bắt mình đi vào chỗ này chỗ kia không. Chính mình. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội. Thành ra quý vị phải tu. Muốn giảng sanh về cực lạc phải nhất niệm. Mà nhất niệm thì sanh về cõi trời. Thêm cái phát nguyện nữa. Thì cái đó là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca đã từ bi nhắn nhủ lại chúng ta. Cõi đời này khó mà nhập lưu lắm. Bởi vì cái giáo hội của ta đã mất rồi, ta chết rồi giáo hội không còn nữa. Bây giờ quý vị thấy có ai sống chung 1250 vị mà không có một sự gầy ra chửi thề sân hận nhau không có. Chừng 30-40 người, vài trăm người đã lộn xộn tùm lum quánh lộn nữa. Quý vị coi mấy cái chùa coi. Còn giáo hội có Phật 1250 vị mà không có một tiếng động, không một cái tiếng chửi thề. Ông A Xà Thế đó là giết vua Tần Bà Sa La rồi đi tìm 6 tôn giáo bạn giải thích, ông không thỏa mãn. Giải thích về nhân quả sau khi chết về đâu đó thì ông không thỏa mãn, ông hỏi rồi nói không được.
tại sao ông giết cha mà bây giờ không có tội tình gì hết? Thì sáu tôn giáo bạn là tính nói bỡ đỡ ông vua thôi. Ông cảm thấy khổ đau sau khi giết cha ruột của mình là Tần Bà Sa La rồi, ông nó trong mình nổi ghẻ mà cái hình ảnh của cha cứ hiện hoài, mà sáu tôn giáo gì nó thấy ông là vua, nó cái bợ là nó không có tội gì hết, tội tánh giống không. Rồi ông mới hỏi ông Kỳ Bà, Kỳ Bà nói chỉ có Đức Phật mới trả lời sáng tỏ cho bè, mà Đức Phật không có bỡ đỡ ai đó, sự thật là ngài nói sự thật thôi. Ông nói bây giờ ta muốn lợi Phật, mà cha ta là đệ tử của Phật Thích Ca, ta đến đó ngài đâu có tiếp ta, mà nó không có đâu vậy hả? Đức Phật không có phân chia như vậy đâu, không có ai là đệ tử hết đó. Ai đến là ngài truyền giới là tu hành, chứ không phải là đệ tử riêng của ngài. Như con là thọ giới của Phật Thích Ca nè, mà con đi đủ chỗ hết, con có thể nghe pháp các nơi, thì con mới phân biệt được cái nào chánh pháp, cái nào tà pháp. Rồi thì ông vua mới đi, đi tới chỗ đó rồi đó, ông xuống ngựa, ông ngoài chứ không dám vô, ông kính Phật, xuống ngoài cửa mà đi lúc 4-5 giờ sáng, lúc chưa tăng ngồi thiền. Ông vừa tới cửa rồi ông cúi cung ra liền, ông nói Kỳ Bà, ông định mưu sát ta hả? Kỳ Bà nói con đâu có dám mà mưu sát bệ hạ, thần mà làm sao dám giết nhà vua được. Ông nói trong này 1.250 nhưng mà không có một tiếng ho, chỉ có tiếng dây kêu, không nghe tiếng hơi người thở người. Ta có 500 lính mà nó ồn như cái chợ, mà ở đây 1.250 vậy mà không lặng trai, ta không tin ông được. Ông rút luôn rồi ông tính chém Kỳ Bà. Kỳ Bà nói bệ hạ không tin, bệ hạ ngồi xuống đi, tới cổng tịnh xá mẹ ngồi xuống mẹ dòm ra mẹ sẽ biết. Thì ông vua ngồi xuống dòm thấy dưới cây nào cũng bóng áo vàng tràn ngập hết, đang ngồi tĩnh tọa, đang ngồi thiền, yên lặng hoàn toàn, không có một tiếng sao động. Thì nhà vua ông ngài mới nể, thì chúng ta thấy cái đức của Đức Phật rất là rộng lớn. Thành ra tứ nan đó là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật bất nan sanh, là sanh ra đời gặp Phật là một cái khó khăn. Chúng ta đi nghe pháp gặp Phật một lần là đắc thánh quả liền. Còn quý vị nghe tôi 100 lần cũng giỏi lắm là người trời thôi, bởi vì tôi chưa có chắc là thánh quả hay không nữa. Thành ra chúng ta phải hiểu chỗ đó, thấy không? Thành ra quý vị cố gắng trả bài. Tôi bây giờ chỉ biết cách vậy thôi, đi đâu cũng vậy. Mà muốn trả bài, muốn tu thì phải có định. Có định mới có sáng suốt, mới có huệ. Mà có huệ thì mới biết phát nguyện. Còn mấy người ngu si là không biết phát nguyện, vì cái phát nguyện nó khó lắm. Thế giới cực lạc với cái thế gia bà tha bà này nó khác nhau hoàn toàn. Mà thế giới cực lạc mình không thể nghĩ tới được, bởi vì nó là cái thế giới của trí tuệ chứ không phải của tư tưởng. Thế giới của sát na chứ không phải là thế giới chu kỳ. Thì tôi chú trọng có một cái là pháp lý, phải phân biệt làm sao là thánh quả, làm sao là người trời. Thì Đức Phật Thích Ca cũng đó, hồi lúc làm thái tử thì ngài nghe 62 tôn giáo nói là pháp cải sửa không, đối trị cải sửa đè nén chạy trốn. Còn đạo Phật là không có đè nén, không đối trị, không chạy trốn, mà là thể nhập vào cái con người thấy rõ nó. Một khi mình thấy rõ cái gì thì không còn sợ, không còn tránh né, không dính mắc nữa. Không dính mắc là sao? Ở trong đó mà không ghiền, không dính mắc, không chìm đắm trong đó. Còn nếu chúng ta thấy lờ mờ là chúng ta bắt đầu sợ, dính mắc, cải sửa, chạy trốn, thăng hoa. Tôi thường thí dụ như ban đêm đó, trời chạng vạng, mình đi mình thấy cái sợi dây ở trên đường lộ, thì không biết cái đó là dây hay con rắn, nghi bắt đầu la quải quải lên, bà con ơi ra cứu tôi con rắn, rồi chạy kiếm cây, kiếm này kiếm kia. Nhưng mà nếu có cái đèn mà pin hay cái đèn dầu đó ra biết là sợi dây, thì quý vị có sợ nữa không, có chạy có la nữa không? Không. Đạo Phật chủ trương cái gì cũng phải thấy rõ, đến để mà thấy rõ, nhìn bằng con mắt của mình, nghe mà lỗ tai của mình, ngửi mà chính lỗ mũi của mình,
đừng có nhìn bằng con mắt của Như Lai, ngửi bằng cái lỗ mũi của Như Lai. Đức Phật không chịu cái đó. Cái gì không rõ là phải hỏi cho tới rõ. Thành ra hôm nay tôi muốn giảng về tịnh độ làm pháp khó hiểu, thì làm sao quý vị phải hiểu cho rõ? Đức Phật đã nói mà, bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Thế giới này thì dễ, còn thế giới cực lạc là khó diễn tả. Chúng ta thường nói là chết rồi tái sanh hay là đầu thai. Còn cực lạc thì không phải tái sanh, không phải đầu thai, mà là giảng sanh. Đầu thai là gì? Tái sanh, tái là trở lại sanh thân một lần nữa. Đầu thai là đi vào cái thai của cha mẹ hoặc là loài thú, chó, trâu, bò. Khi nó giao hợp mình đi vào trong đó mang thai, kêu là đầu thai. Còn giảng sanh là qua sống một thế giới mới, không có sự giao hợp của cha mẹ, mà là do cái Phật lực của A Di Đà dùng cái trí tuệ, dùng cái hào quang để tạo thành một đóa hoa sen. Rồi cái thần thức như nãy cô nói là lên cái hồn, linh hồn đó, còn kêu là thần thức. Kêu nhiều danh từ lắm, còn kêu là A Dạ Gia Thức, còn kêu là thức thứ 8, thì nó mới nhập vào cái hoa sen đó. Tức là linh hồn của chúng ta mang xác thân bông sen, mà bông sen này không phải là bông sen của, không thể nằm nắm như bông sen này, mà nó là cái hào quang. Quý vị chụp không dính, nhưng mà thấy thì giống như có bông sen. Thành thế giới cực lạc là thế giới không có không gian. Thì quý vị thấy A Di Đà hay là Quan Âm khi mình niệm mà thành khẩn đó, được là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Như cái cô gì bên Mỹ đó, thì A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí hiện ra tiếp dẫn linh hồn ở trên không gian. Thì mà lên mà nắm cái chân mà dính là tôi chịu thua. Thấy cái chân ngài đó mà lơ lửng ở trên không gian, mình nắm cái chân là không dính. Cái đó là bằng hào quang, chứ không phải là cái chân bằng xác thịt như mình, không phải là đất nước lửa gió, mà là hào quang kết tụ. Thành ra mình dòm ở dưới đất, quý vị ngồi vậy trên dưới đất này có bóng, có hình là có bóng ở dưới. Còn mà Phật A Di Đà, Quan Âm lên trên đó dòm ở dưới đất không có bóng, nó khác nhau. Thành ra giảng sanh đó là mình cái niệm Phật, mình vừa tắt thở rồi thì cái cõi cực lạc hiện ra trước mặt mình, chứ không phải đi để mà đến. Nó kêu là phát hiện. Thành ra trong kinh có nói là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu Di Đà không nghĩ khác, không cần khải móng tay là đã đến rồi. Vừa tắt thở một cái là chúng ta giảng sanh rồi. Quý vị phải biết cái chỗ đó, hai cảnh giới khác nhau. Thì tôi lấy ví dụ này nữa mấy vị hiểu. Thế giới cực lạc giống như cái dòng nước, rồi thế giới quế độ của chúng ta, thế giới ta bà, giống như sống ở trên dòng nước. Sống này phải nương vào dòng nước để phát hiện cái tướng. Còn thế giới cực lạc là không có tướng, chỉ có cái hình thôi. Thành ra cái tướng là tướng xuyên suốt, đó là A-di-đà tạo ra để mà con mắt mình thôi. Mình thấy dường như có tướng mà đố gì chụp dính. Còn ở đây cái chân quý vị tôi bắt cái dính liền. Cái bông sen ở đây đã bắt cái dính liền. Nó héo, nó tàn. Còn bông sen cực lạc là không bao giờ phai, không bao giờ tàn. Trừ đó mình tu giải đãi nó thì cái bông sen nó cụp. Và A Di Đà không tiếp dẫn. Còn mà khi đã giảng sanh rồi, bông sen này đời đời kiếp kiếp, nó chỉ là cái hào quang mà hợp lại thôi. Thành ra quý vị thấy khó hiểu. Thành ra cái thế giới cực lạc này đó là nhập lưu nhất vãng lai bất lai có thể thấy. Đó là cái dòng nước. Nhưng mà nhập lưu nhất lai bất lai là không thể giảng sanh gì đó. Chỉ có A-la-hán thôi. Tại sao vậy? Mới giờ nhập lưu mới có 1/4 cái thế giới sát na thôi. Thành ra trong Kinh Kim Cang có câu đó. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, nhị lai tâm bất khả đắc. Thành ra ông Đức Sơn mới vô xin điểm tâm của bà già, mới hỏi ngài chú giải cái gì, nói Kinh Kim Cang.
Rồi kim cang là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, chỉ có hiện tiền thôi. Chúng ta thấy lượng sống nổi lên, mà lượng sống hiện tại là do lượng sống quá khứ. Thì quá khứ lượng sống cao, khi nó sập xuống rồi nó tạo lượng sống mới. Rồi lượng sống mới này khi nó lên hết thành trụ quậy không, nó sụp xuống mất, thì nó tạo lượng sống cao. Thì cái tạo lượng sống nó chính là mặt na, ý chí. Thì mặt na nó lấy cái số vốn, nó tạo ra cái lượng sống mới. Rồi khi hết rồi cái mặt na nó còn muốn sống nữa, nó vừa tắt thở là nó tạo cái lượng sống mới nữa. Thì có sắc, có thọ, có tưởng, có hành. Còn cái lượng sống đó là thức quẩn. Thành ra khi mà cái mặt na nó yên rồi, nó không còn muốn tạo nữa, thì nó còn lại cái dòng nước. Thành ra dòng nước mà khi xao động thì thành ra sống, mà sống mà khi lặng rồi thì dòng nước hiện ra. Thành ra trong Bát Nhã Tâm Kinh có sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thành ra quý vị nên nhớ xác thân mình chết, còn cái linh hồn không bao giờ chết. Đức Phật còn phải chết mà linh hồn không bao giờ chết. Mà linh hồn là cái gì? Là cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Và nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, thì cái đó thật là tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng nó muốn nhớ thì nó phải nhờ cái linh hồn. Những câu niệm Phật nằm ở trong đó. Thành ra khi xác thân này tắt thở rồi thì sắc thọ tưởng gián đoạn. Nãy mấy hôm qua có nói mà, còn muốn cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng là nó nằm trong linh hồn thần thức. Thì tắt hết thì còn cái thần thức nó trôi chảy. Còn cái nhớ nghĩ tưởng là cái mạt na nó cung cấp cho tư tưởng, nó rút vào trong đó. Nó muốn đầu thai nữa. Nếu không đầu thai thì nó thành A Lại Da. A Lại Da tức là linh hồn của chúng ta, tức là phân nửa cái chân tâm rồi đó. Đó là thế giới của cực lạc đấy. Thành ra dòng nước này chính là thế giới cực lạc. Còn sống nó là thế giới quý độ ta bà. Đó, thành ra khi mà mình chết rồi, mình nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, thì cái này nằm ở trong linh hồn, nó vẫn còn sống. Chính cái A Lại Da này mới đầu thai. Thành ra niệm Phật là niệm bằng linh hồn niệm Phật. Tôi đưa cái tay mấy ông bà thấy cái tay tôi không? Thấy không? Thấy cái lấy cái gì để thấy? Mắt. Tôi nói vậy nghe không? Lấy cái gì để nghe? Lỗ tai. Tôi cạo cái đầu heo. Mới trả tiến trình năm quẩn này. Tôi đưa lên mà thấy bằng con mắt đâu có thấy. Con mắt chỉ nhận sự vật thôi. Rồi cái cảm giác mới dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, chứ cũng chưa có cái thấy. Rồi cảm giác dễ chịu thì tư tưởng mới phê phán tại sao dễ chịu, mới bắt đầu có sự phân biệt. Phải vậy không? Rồi cái mặt na mới bắt đầu là quyết định. Sau khi nó phân biệt rồi, giờ quyết định thấy hay không thấy đó, thì bây giờ mới là thấy được cái sự vật. Mà muốn thấy sự vật là tức lại là do phải cung cấp chủng tử cho nó. Vậy là cái thấy là do cái tiến trình năm quẩn. Mà cái tiến trình cuối cùng là cái gì? Là thức quẩn. Thức quẩn nó cung cấp cho mạt na, mà nó cấp tư tưởng mới cải sửa sự vật là có hình tướng. Như vậy cái thấy là con mắt nhận sự vật, chưa có cái biết. Rồi cảm giác mới cảm giác dễ chịu, khó chịu cũng chưa có biết rõ. Rồi tới tưởng quẩn là mới phân biệt. À, thì tưởng quẩn mới là có cái biết đấy. Mà tưởng quẩn mới có cái biết là nhờ cái gì? Nhờ những cái kinh nghiệm trước. Phải không? Thí dụ bây giờ tôi đưa cái đồng hồ. Cái gì nói thấy biết cái đồng hồ không? Cái chữ biết là nhờ cái gì? Một đứa con nít hay mấy người dân tộc thiểu số họ biết đây là cái đồng hồ không? Nít nó mới đẻ ra bây giờ hỏi nó biết cái đồng hồ không? Rồi mới hỏi mẹ nó, mẹ cái này là cái gì hả mẹ? Thì mẹ nó cái đồng hồ đó con. Thì cái này mới chứa vào trong A Lại Da của nó, trên cái thần thức của nó.
Mình đặt kỳ sau này hỏi nó cái này cái gì, tao bắt đầu nó nhớ mẹ nó nói là cái đồng hồ. Thì trong đồng hồ này đó, mặt na là ý chí mới moi cung cấp cho tư tưởng. Và tư tưởng mới trả lời, mà tư tưởng mới phát hiện là phải nhờ có con mắt, có dây thần kinh đưa lên óc rồi tư tưởng mới phát hiện. Mà tư tưởng mới phát hiện là phải nhờ nghiệp ý chí, và ý chí muốn trả lời phải nằm ở trong Alaya. Alaya là do cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Thành ra niệm Phật luôn luôn phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 1, 2, 3. Mới tới A Di Đà Phật 3 cái nó nghĩ tới con. Niệm con. Thì trở lại Nam Mô Phật 1 lại. Rồi 2, 3, 4, 5 cái nó nhớ tới là mai phải đi nghe Phật Thất, nghe Sư Khang giảng tiếp. Tạp niệm nữa rồi. Muốn có niệm Phật rồi nhớ nghe giảng Pháp. Mặc dù nhớ cái tốt thì cũng là luân hồi thôi. Đó là tạp niệm hai niệm. Mà hiện niệm Phật mà tâm nghĩ tới bữa 23 đi nghe Pháp thì kẹt rồi. Rồi phải niệm lại bắt đầu A Di Đà Phật 1, 2, 3, chừng nào tới 10. Chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thì 10 câu niệm Phật nó lọt trong A Lại Gia. Rồi nếu niệm được 100 tiếng mà 100 lần nhớ tới Phật, hay là được có 50 lần nhớ tới Phật, còn 50 lần nghĩ cái ca, thì 50 lần này nó tống vào A Lại Gia. Thì A Lại Gia có những chủng tử thiện ác vô ký nữa, bắt đầu nó tiêu diệt cái này 30 còn có 20. Thành ra một ngày mình niệm 100 tiếng thì còn có 20 tiếng. Thành ra tôi nói là phải bền, giàu sang hèn thông minh ngu si gì cũng vậy. Bữa nay làm được 20, mai 20, mốt 30, bữa kia 50, lần lần nó đông thì nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Mà khi nó đầy rồi đó thì nó tràn. Thành ra mình trăn trâu ban đầu thì là cầm cái vàm nó. Mới đếm tới 3 nó nghĩ kéo vàm lại. Rồi mới đếm tới 5 nó nghĩ khác kéo vàm lại. Rồi nó xuống nghỉ nữa kéo lại. Cứ tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm. Cho tới chừng nào mà kéo một nó 1.000 câu mà nó còn tới 900 câu nó mới xem thì tạm ở đó. Tạm thôi. Rồi bây giờ nó không còn đi xuống nữa thì cầm cái vàm là cái gì? Dục bỏ. Nhưng mà nó chưa thôi. Phải theo dõi nó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, khỏi đếm 1 tới 10 nữa. Rồi thỉnh thoảng chừng 1.000 tiếng nó mới phóng một lần. Thì nó phóng là trở lại dây nhất, tức là phải cầm giam nữa. Mà cầm giam kéo hoài không? Nó thường rồi. Thì kéo trở lên bờ cho nó đi lại nữa. Đi chừng một đoạn 2-3 thước, bỏ giam. Nó thường rồi. Bây giờ nó đi. Rồi mình phải sát là theo dõi nó nữa. Nó đi được chừng 1.000 câu niệm Phật nó phóng xuống nữa, phải cầm kéo lại. Thành ra hai giai đoạn này là đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng mà cứ làm. Rồi giai đoạn thứ ba là tự nó đến. Là khi nó đầy rồi. Nó vô nó tiêu diệt chủng tử ác. Chủng tử ác mà chủng tử non nó lép đó thì bị tiêu diệt mất. Còn chủng tử hụt giống già nó không tiêu. Nó ngủ ngầm. Cũng như nước mà lóng nó ngủ ngầm. Chứ vậy nó chờ đợi mình giải đãi, nó có bè có đồng minh nó nổi lên nó giật chủng tử niệm Phật lại. Thành ra cái tinh tấn là phải liên tục hoài. Thành ra cái khó nhất là té ngồi dậy, nghe không? Té 100 lần ngồi dậy 101 lần tôi thường nói. Quý vị thường thường không tinh tấn, gặp hoàn cảnh cứ giải đãi. Rồi lần lần mới khi hoàn cảnh thuận tiện tu lại thì chủng tử niệm Phật bị tiêu diệt hết rồi. Bắt đầu từ số 0. Do đó mà quý vị mới là lẩn quẩn hoài không giải thoát được. Nó khó lắm, hoàn cảnh nó khó. Nhưng trước tôi có kể, đứa con mình nó qua Mỹ rồi nó sanh hai đứa con. Rồi nó gửi qua đây cho bà nội, bà ngoại nó nuôi. Thì nó làm có tiền, nó gửi đô la gì cho mình nuôi nó. Thì nó khỏe thôi. Về mà cô mà đem vô nó nhà trẻ cho nó học ở trong. Rồi mình vô đi Phật thất, mình niệm Phật. Chiều về mới rước nó ăn cơm ở trong đó luôn, có đô la mà. Nhưng mà xui một cái là cái mẹ nó bên bển bị xe đụng chết rồi.
hoàn cảnh nó thay đổi không chừng, thì nó không còn gửi tiền nữa thì làm sao, làm sao nuôi hai đứa bé, thì phải đi ra là mà làm ăn. Bây giờ nếu ra mà chợ buôn bán nữa thì chửi lộn với người ta, mà đầu ra thì còn chứng tử niệm Phật, người ta chửi mình nhịn. Đó, một câu nhịn thì bây giờ tức quá, một câu nhịn là chín câu cử, mày chửi một tao chửi hai ba, như vậy mới làm lợi. Mình nhận nó là nó chửi trên đầu mình, ỉa trên đầu mình, có cái quan niệm đó là chết. Nhẫn 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 hoài chứ có gì đâu, nhẫn riết rồi thôi quề, mà nhẫn không được cái nhẫn khó lắm. Thì bây giờ chửi nữa thì cái chủng tử ác nó nằm sẽ ở dưới, giờ bắt đầu có đồng minh, nó cấu kết, nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật còn số không, cuối cùng chết là xuống địa ngục ngạ quỷ, công phu tiêu hết. Thành ra trên cõi đời này khó tu lắm, không phải dễ, tu phải đủ hoàn cảnh, mà hoàn cảnh mình thấy thuận tiện vậy đó mà đùng một cái là nó bất thuận, cái ý chí mình không mạnh phải chịu. Giờ hiểu kịp không? Thành ra bây giờ quý vị vô đây ngồi là tôi mừng cho quý vị đó, mà chưa chắc ngồi trong này mà nghe tôi giảng mà cái tâm ở đây, cái tâm ở nhà. Mong tôi tới ngày hết giảng rồi đi về, không biết ở nhà bây giờ nó có lộn xộn cái gì không, thuận buồm xuôi gió mà được. Bây giờ yên đi, chưa chắc là tới ngày chết mà nó cứ thuận duyên vậy hoài, có thể 1-2 tháng sau xảy một hoàn cảnh tai nạn khác, cuộc đời đổi khác, bền hỏi không. Thành ra Đức Phật mới nói là người khôn khôn ngu không thành vấn đề, giàu nghèo không thành vấn đề, mà vấn đề ở chữ bền. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng bền, hoàn cảnh nào mình cũng ráng chiến thắng, mình tu tập. Nếu mà bây giờ không được thì mình tu tập ít một chút, ví dụ đó mình đi Phật thất hoài, bây giờ con nó chết rồi, giờ mình làm cái nghề gì, ít có gia trả một chút, đừng có ra chợ buôn bán. Ra trường danh lợi thì dính liền nhục, mà vào cuộc trần ai thì khóc trước người. Thì mình làm cái nghề lương thiện một chút thì tiền nó ít, thì mà ăn xài bớt lại. Rồi thì giờ không có, thì một ngày mà sắp xếp được khóa biểu mình niệm Phật 15 phút hoặc nửa tiếng thôi, đừng có bị tại vì bởi rồi thối chuyển ở đó. Mình niệm Phật được nhiều, bây giờ mình niệm Phật ít chút, mà quen rồi có thể mình vừa buôn bán mình niệm Phật được. Mà cái nghề buôn bán là cái nghề ác nhất, mình có thể đi ở mướn cho người ta hay làm cái gì cho nó hiền một chút thôi, thì ăn thua cái tính toán của mình thôi. Người thông minh thì tính cái thông minh, thì cái thân là phước, cái miệng cũng là phước báo lành. Còn người ngu si đó thì cái tư tưởng ngu si thì cái thân sẽ là ác, cái miệng cũng ác. Thành ra mình đã niệm Phật nhất niệm mình phải thông minh một chút. Thông minh là mình phải thuộc năm giới. Năm giới đó thì trừ năm cái nghề không được làm. Biết không? Ở đây ai có biết năm cái nghề nào Đức Phật cấm người cư sĩ không nên làm không? Kính bạch sư, con xin nói lại cái năm điều cấm, Năm điều cấm mà người Phật tử dạ, không được làm. mà người Phật tử không được làm. Điều thứ Một. nhất là không được nuôi loài vật và mua bán loài vật. Mãi. Điều thứ hai là không mua bán người, là mua bán dâm dục, Mua bán người và làm sự mai dâm. làm chuyện ma dâm. Mà Thứ ba. điều thứ ba là không mua bán thuốc độc. Điều Mãi. thứ tư là không không bán vũ khí, Rồi. và điều thứ năm là không được bán rượu. Rồi, cho anh A ta Di bó Đà Phật. tay đi, có nhiêu thôi. Thôi, giờ nhiêu thôi. Bây giờ tôi bắt đầu giảng tiến trình của năm quẩn trở lại, rồi trả nữa. Không, cho quý vị nghỉ một chút. Thì cái tiến trình năm quẩn là tiến trình quan trọng nhất mà chúng ta phải thuộc lòng. Thì một là sát quẩn, là 6 căn mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với 6 trần, thì chỉ nhận sự vật thôi,
chưa có cái biết. Cái thứ hai là thọ quẩn, là cảm giác của dây thần kinh, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Đây là thọ quẩn. Rồi mới đưa lên trên óc, tư tưởng bắt đầu mới phê phán, mới giải thích tại sao mình cảm thấy dễ chịu, tại sao khó chịu, tại sao dửng dưng. Thì đây là tưởng quẩn. Mà tưởng quẩn muốn phê phán thì phải có cái chỗ, cái nhớ lại. Tưởng là nhớ như quên, mà nhớ lại thì nhờ cái nghiệp là Alaya, là thức thứ bảy, là mạt na với moi trong thần thức, tức là Alaya thức linh hồn của mình. Đó là cái kho chứa tất cả sự học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức mới cung cấp tư tưởng mới phê phán. Thì ở trong đưa ra đó là hiện hành. Rồi tư tưởng mới phê phán là tại sao mình dễ chịu, khó chịu. Rồi nó mới hợp tác với cái mạt na là ý chí, mới quyết định hành động bằng miệng, bằng thân. Thì mới tạo ra cái nghiệp mới. Thì ý chí mạt na mới tống vào kho ai lại ra để chứa đựng trong đó. Như vậy là cái tiến trình năm quẩn. Tôi nói lại, sắc là sắc thân của chúng ta chưa có cái biết. Thọ là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, là cái biết mà chưa có phân biệt. Tưởng quẩn là cái biết có sự phân biệt. Hành quẩn là cái ý chí, là sự đắn đo lựa chọn để rồi tống dạ là ra, hoặc là cung cấp cho tư tưởng để tạo nghiệp bằng thân và bằng nguyện. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc sống mà chúng ta đã làm. Thì chúng ta thấy cái tiến trình đó, thì khi con mắt nhận lấy sự vật, khi có lỗ tai nghe tiếng, khi lỗ mũi nhận lấy cái mùi, khi cái lưỡi nhận lấy cái vị, khi sắc thân xúc chạm đồ vật, chưa có cái biết. Con mắt nhận lấy cái hình này thì không phải nó biết cái bông đâu, mà nó biết là có vật hoặc không vật. Cái lỗ tai nó nghe, nó biết có tiếng, mà tiếng gì không biết. Con mắt nhận lấy có vật, mà vật gì không biết. Cái lỗ mũi ngửi có mùi, mùi thơm, mùi túi không biết. Thì cái đó là cái tiến trình đầu tiên. Tiến trình đầu tiên. Rồi cái bông này mới nằm trên cái trồng đen. Thì cái vật chúng ta kêu là sắc quẩn, cái âm thanh gọi là thọ quẩn, cái âm thanh là sắc quẩn, rồi thinh thích sắc trần, thinh trần, rồi cái lỗ mũi ngửi mùi đó là hương trần. Thì mấy cái này thường thường á kêu là trần, mà khoa học kêu là vật lý, tức là chưa có cái biết, chưa có cái sự sống. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái sắc trần đó là cái máy điện thoại, cái bông, cái bàn, cái ghế, giày, dép. Cái đó kêu là sắc trần. Nó có sự sống không? Không. Nó có ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng không? Nó có cái biết không? Một trong con người mình cũng có ghen, cứt ráy, cứt mũi, đờm, nhớt, phẫn, nước tiểu, đều là vật lý. Rồi sinh lý là xác thân mình, nó có sự sống, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Con mắt có sự sống không? Có. Nếu mình không ăn, mình chết, thì con mắt nó sống được không? Không. Cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng cũng vậy. Thành ra phải nhờ có sự ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng nó mới sống được. Nhưng mà con mắt nó có cái biết không? Phải nhờ cái cảm giác. Nhớ cảm giác không phải là con mắt. Cảm giác mượn cái căn mắt để phát hiện ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Giống như cái làn sóng nó mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói. Vì tiếng nói của làn sóng này, của ống loa, của cái nào? À, của làn sóng. Thì cũng vậy, cái cảm giác là cái tâm, cái biết, nó mượn con mắt để phát hiện ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có.
con mắt chỉ nhận lấy sự vật thôi, họ biết có vật, mà vật gì họ không biết. Rồi cảm giác mới nhận lấy cái bông này, thì nó chỉ biết là sự vật thôi chứ nó không biết là cái bông. Nên đó tôi mới nói là biết cái sự vật đó là do a lại da chứ không phải là do con mắt. Nên thì con mắt nó nhận lấy sự vật thì cái cảm giác ngạ quỷ đó nó cảm giác dễ chịu, nhưng mà tại sao dễ chịu nó không biết, nó không có sự phân biệt, nó chỉ có cảm giác thôi. Một cái cảm giác mà chưa có phân biệt đó là ngạ quỷ. Cũng như chúng ta đói bụng, chúng ta thấy người ta bưng ngang thì không biết cái đó là cái gì, nhưng mà đang đói thì cái đói là cái cảm giác khó chịu, thấy cái đó có thể thỏa mãn cái đói, nhào tới giật liền, không có suy nghĩ, nhất là không có tư tưởng. Thấy người ta đeo vàng thì có cảm giác dễ chịu, cái này nó thâm căn cố đế rồi, kêu là cái bản năng sinh tồn, nhào tới giật vàng của người ta thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Quý vị có sống ngạ quỷ hồi nào chưa? Có thấy đồ ăn là ngon, đói bụng rồi nhào ăn rồi mà không tính toán, không sinh, không gì hết trơn. Có thấy vàng bạc quý rồi nhào tới chụp liền mà không sinh, không hỏi gì hết. Kêu là ăn cướp đó. Rồi thì cái đó là ngạ quỷ. Hồi thời bao cấp là có đó. Cho cách mạng bên này chuyển qua bên kia là đủ thứ hết đó. Ngạ quỷ sanh ra rất nhiều. Ngay lúc đó là lộn xộn mạnh, ai hỡi ai mà có cảm giác mà thích thú làm, tới mày làm cái gì mày thích là mày làm, mày không suy nghĩ gì hết. Ngạ quỷ trong cuộc sống này có nhiều người làm là làm chứ không có nghĩ, không có tính toán phải quấy gì hết trơn á. Mày thấy vàng ham, tôi nói kiến tài ám nhãn thì thấy vàng là ham, nhắm mắt mà làm. Thì chúng ta thấy rất nhiều, mình học cái này chúng ta phải tiến lên cao, nghe không? Rồi sau đó cái đầu óc nó mới tiếp xúc đầu óc thì con mắt nằm trên đó, thì cái sự vật mình thấy đó, cái óc bắt đầu mới sửa lại, thì cái đó kêu là pháp trần chứ không phải là sắc trần. Sửa lại đây là cái bông, đây là vàng. Nha. Nhưng mà cái tư tưởng này đó nó chưa có sự phân biệt, nó chưa có ý chí, chưa có sự đắn đo, thì đó là loài súc sanh. Súc sanh là loài thú. Chúng ta thấy để ý như con gà, khi mình bỏ cái trứng vịt vô trong cái trứng gà, nó vẫn ấp như thường. Nó biết mà nó không phân biệt được cái trứng gà, trứng vịt. Nó ấp, ấp ra con vịt, nó trung trong cái đám con gà con của nó không phân biệt. Cái nào là con gà, cái nào con vịt, nó chỉ biết là con của nó thôi. Nó dẫn bầy con đi kiếm ăn, mà gặp cái dòng sông thì con vịt nó cái bản tánh của nó là ở dưới nước, nó nhảy xuống nó lội, thì con gà mẹ chúng nó thấy nó chạy thấy tội nghiệp lắm, nó kêu tóc tục túc của nó chạy tùm lum hết, nó sợ con nó chết, nhưng mà con vịt làm sao chết được. Thì cái sự phân biệt của loài thú không có rõ ràng, thành là kêu là súc sanh. Súc sanh là nhận lấy sự vật không rõ ràng. Như chúng ta thấy cái con sư tử cái đó, nó đẻ con rồi, rồi nó đói bụng quá, nó thấy con nó nhảy lên nó cắn, nó xé nó ăn, nó phân biệt không rành. Thì loài thú là phân biệt không rành, thành ra sư trưởng mới nói đó, ngạ quỷ đó, cái đầu ở dưới đất, cái chân trên trời, đó là cỏ cây. Cỏ cây cái đầu nó đâu ha, phải dưới đất không? Cái rễ cây đó là cái dây thần kinh của nó kiếm nước, trên này có ánh sáng nó ve ra vậy thôi. Nó biết di chuyển, biết chạy không? Không, ở đâu ở đó. Quý vị trồng nó rồi lâu năm nó có biết mừng quý vị không? Không. Còn súc sanh thì đầu đít ngang nhau, chúng ta thấy loài thú nào cũng vậy, đi bằng bốn chân phải vậy không? Con chó, con mèo, con heo đi bốn chân, cái đầu với cái đít bằng nhau. Còn con người thì đầu trên chân dưới, con người có thêm ý chí. Nào, ý chí mới là tính toán đắn đo lựa chọn, thì bắt đầu mới có luân lý cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em.
thành ra bắt đầu từ đây mới có vấn đề, có bổn phận, có quyền lợi, có trách nhiệm. Quý vị bây giờ đang là con người, quý vị khổ sở lắm. Nào cha mẹ chồng, nào cha mẹ bên vợ, nào anh em bên chồng, nào anh em bên mình. Rồi bây giờ xử làm sao? Giữa cha mẹ ruột mình thôi mà có sự ly dị, có sự bất đồng, mình bên cha hay bên mẹ, khó. Rồi giữa cha mẹ mình với cha mẹ bên vợ mình mà có sự bất đồng, mình bên ai? Giữa vợ mình với con mình bên ai? Chúng ta thấy là cả một vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Thì cái đó kêu luân lý, lý là cái lẽ, luân là cái dòng, cái lẽ lòng dòng không giải quyết được. Thành ra chúng ta thường nói là duy nhân nan, làm người rất khó. Có người nói làm chó vậy, chó còn khổ hơn. Biết sao xin chớ làm người, làm đôi kim nhạn tung trời mà bay. Nguyễn Công Trứ là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Đó là ngu si, mấy thi sĩ mà còn ngu, chỉ có đạo Phật. Làm cây thông là làm ngạ quỷ, làm đôi chim nhãn là làm súc sanh. Làm người mà còn thấy khó, chim nhãn chứ kia cây thông ai muốn đúng lúc nào đúng. Thành ra Khổng Tử mới ra đời, dạy luân lý, tam cương, ngũ thường. Ngũ thường là năm giới như mình đó, nhân nghĩa lễ trí tính. Tam cương là đạo quân thần cương, phụ tử tương, phu thê cương. À, quân thần cương đó là quân sư phụ. Nếu mà khó xử thì ông vua là trên hết. Nhất nhật vô vương là đảo quyền thiên hạ, một ngày không có vua là thiên hạ loạn lạc, mình làm sao yên được. Vừa tới sư là thầy, thầy là trên cha, thầy đại về đạo lý, dạy về cuộc sống mình làm sao mình đi tới niết bàn. Còn cha là do trong gia đình. Thành ra ông Khổng Tử thì nói là vua là trên hết, kế đó là tới tới thầy rồi mới tới cha. Nhưng mà khi gặp lộn xộn, người ta nói vậy rồi ông vua ông hôn quân vô đạo thì làm sao? Thì Khổng Tử nó hôn quân bất minh thì thần sự bất trung, phụ bất từ thì tử nghi bất hiếu. Thành ra chúng ta thấy nó lộn phèo hết, không biết giải quyết làm sao. Do đó Thái tử Siddhartha mới bỏ đi tu, có bổn phận đối với cha vua Thịnh Phạn, bổn phận đối với vợ, bổn phận đối với con, rồi bổn phận đối với bá tánh. Làm sao đấy, được cái này nó mất cái kia. Rồi ngài bỏ đi tu. Ngài nói khi nào mà giải quyết được vấn đề sanh và bệnh chết thì ngài sẽ trở lại cuộc đời này. Thì cuối cùng ngài nói vua Thịnh Phạn rồi ngài đi. Rồi ngài kìm được không? Nếu mà con không tìm được, con không về gặp cha. Rồi cuối cùng ngài trở về, ngài đổ vua cha, tức là ngài tìm được. Mà cái đó kêu là cái gì? Là cái bất tử. Mà tôi mới kêu mấy ông trả bài, mấy bà trả bài là gì có bất tử cho nên tôi mới nói. Cái bất tử thì là sắc, thinh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là sanh tử hết. Nhưng mà ngay trong cái sanh tử đó có cái bất tử nằm trong đó. Quý vị biết cái xác thân quý vị rồi, nó là cái sanh tử không? Nó vô thường. Thì cái xác thân mình đó là có nhận thức và có đối tượng nhận thức. Hôm trước tôi có giảng rồi, nhận thức là cái biết của mình, còn đối tượng nhận thức là cái sự vật mình thấy được. Chẳng hạn như tôi thấy cái bông, thì cái biết của tôi về cái bông, cái biết này nó thay đổi hoài, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hồi trước thì tôi tưởng cái bông này có thiệt thì quá khứ, bây giờ nghe sư giảng tôi biết cái bông này không thật thì hiện tại tôi thấy nó không thật. Rồi vị lai tôi biết khác nữa, là cái bông này chẳng những không thật mà không có luôn. Nó chỉ là năng lực, nó chỉ là điện tử chứ không có cái bông. Do tư tưởng mới chụp mũ thành cái bông. Thì cái biết mình thay đổi hoài. Bữa nay mình nghe sư giảng mình
ra đời mình thiện. Và hôm qua, mấy tháng trước mình ác ôn vô cùng, mình tham tiền, tham bạc, đủ thứ. Bữa nay mình nghe thay đổi. Rồi mai mốt cái bắt đầu mình đi quý lão, mình bố thí giúp đỡ mọi người. Cái tư tưởng mình thay đổi. Ở đây mình nghe sư giảng mà còn nhớ tới ở nhà, nhớ tới chuyện hôm qua, nhớ tới tương lai. Cái tư tưởng là không bền. Nó ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn cái đối tượng tư tưởng là sự vật thì nó mười phương. Đông Tây Nam Bắc là sự vật mình có thể nắm được. Còn cái tư tưởng mình cũng là có hình có tướng đấy. Nhưng mà nó vi tế hơn. Thành ra mình không thể nắm bắt được, nhưng mình thầm hội. Mình có cái biết. Mình có cái biết. Thì chính cái tư tưởng này mới tạo ra cái đau khổ. Cuộc đời chính nó là không có vấn đề, nhưng mà tư tưởng tạo thành vấn đề. Do đó bây giờ chúng ta khổ vì tư tưởng. Rồi muốn chấm dứt cái khổ này làm sao? Thì chúng ta mới tạo ra pháp môn phương tiện. Mà pháp môn phương tiện chỉ là thăng qua cái tư tưởng thôi. Như rồi súc sanh nó có tư tưởng, mà nó chưa có sự phân biệt, nó chưa có ý chí, thì nó sống rất là thoải mái. Thì nó kêu luyện lượng tánh lãnh. Lúc còn trẻ mình sống vô loài thú, cho mẹ lo hết, mẹ lo đi học. Thì tới chừng lớn mà bắt đầu có suy nghĩ, có mạt na, có ý chí, thì bắt đầu mới thấy cuộc đời là đau khổ. Bây giờ sư nói đau khổ, con ở đang ở bốn đường ác, bây giờ muốn hết đau khổ thì con thọ năm giới, con ăn chay, con niệm Phật. Rồi con thấy là cõi dục giới này cũng còn khổ nữa, thì thôi khỏi tám giới. Tám giới là cõi trời, không còn ăn mặc ở bệnh nữa, không còn sắc tời danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa. Thì con ăn bằng cái hỷ lạc. Nhưng mà hỷ lạc rồi cũng phải hoại, chứ đâu phải hỷ lạc hoài. Rồi nhàm chán cái hỷ lạc rồi chúng ta sa đọa xuống, hoặc là thăng qua lớn. Thôi giờ con không ăn cái hỷ lạc, con không dùng sắc thân bên ngoài, con không dùng sắc thân bên trong, con dùng cái tư tưởng thôi. Kêu là tư niệm thực. Cái hỷ lạc là xúc thực, tư niệm thực. Tư là ý chí, là mặt na. Còn niệm nó là tư tưởng, dùng cái tư tưởng ý chí thôi. Sống bằng tư tưởng, mà quý vị biết tư tưởng cũng là vật lý, nhưng mà nó rất là vi tế. Xác thân này quý vị thấy được, kêu là thân bên ngoài, thì ăn bằng đoàn thực, ăn vô tiêu tiểu ỉa ra, chết nguyên con. Một khi mà các vị bỏ cái thân này, quý vị sống với thân bên trong, quý vị cũng thấy khó hiểu à, tức là các dây thần kinh. Thì tôi thường nói nó 8 tiếng mới chết. Có người khi nằm xuống chết rồi thì xác thân bên ngoài nó chết, mà xác thân bên trong thì phải 8 tiếng. Bây giờ tôi sống với xác thân bên trong. Xác thân trong nó ăn bằng cái gì hả? Ăn bằng cảm giác. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Tức là những người nhập định 7 tháng, 7 ngày, 7 năm, 7.000 năm, sống cái tuổi thọ rất là dài. Nhưng mà dài rồi cũng nhàm chán, rồi cũng phải hoại, cũng phải chết. Rồi tôi thấy không được, tôi thăng qua lên nữa. Tôi sống bằng tư tưởng. Tư tưởng nó khác với cảm giác. Chúng ta thấy cảm giác thì phải nương vào sắc thân, nương vào dây thần kinh mới phát hiện được. Tới tư tưởng thì khỏi nương cái gì hết. Đầu tiên nó còn nương vào cái óc, nó không cần cảm giác. Thì kêu là tư niệm thực. Niệm là tư tưởng, tư là ý chí, nương vào ý chí. Ý chí là nó lấy cái kinh nghiệm kiến thức ai là gia cung cấp tư tưởng. Tư tưởng mới tạo ra hư không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi phi tưởng. Hư không là gì? Có bảo là quý vị không hiểu hư không là gì đâu. Khi quý vị tu cao á, quý vị mới thấy được hư không. Cũng như xúc thực đó, quý vị mà đi tới giai đoạn mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, quý vị không cần mặt trời mặt trăng, quý vị sống tới hào quang của mình. Con người quý vị đó sẽ xuyên suốt, cái thân bên ngoài không còn, còn cái dây thần kinh thôi.
nó có hào quang, nó xuyên suốt. Thì quý vị đi chụp quan tiếng yết đó là vậy đó. Quý vị dùng cái quan tiếng yết quý vị chụp cái hình phổi, thì nó xuyên qua sắc thân này, nó chụp cái hình phổi bên trong. Còn nếu quý vị tu cõi trời sắc giới, quý vị khỏi cần quan tiếng. Quý vị tu là quý vị là quan tiếng. Quý vị nhìn một người đó, quý vị nhìn vào những cái dây thần kinh bên trong người đó, thì sống bằng cái đó. Ví dụ như bây giờ chích thịt, thì quý vị là chích bằng cái sắc thân bên ngoài, nó đau. Còn chích gân là sắc thân bên trong. Thì cái sắc thân bên trong đó, quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa là quý vị đi sát thân bên trong. Nhưng mà được có 5 phút, 10 phút, 2, 3 tiếng, 5, 6 tiếng là cũng còn sát thân bên ngoài. Chừng nào quý vị được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm là quý vị đôi vào sát thân bên trong. 7 ngày không ăn uống thì quý vị ăn bằng cái gì? Bằng cảm giác đi lạc. Thì thân bên ngoài nó không chết. Quý vị phải quán cái chỗ đó về, phải ngồi thiền quán không? Chẳng hạn như bây giờ cái răng của tôi nó nhức, thì cái gì nhức ha? Phải cái răng nhức không? Phải không? Cái răng không có nhức. Mà cái gì nhức? Dây thần kinh tủy. Cái răng nó có nhức không? Nó không nhức mà nó ê. Chẳng hạn giờ sát thân quý vị, quý vị chích thịt có đau không? Đau không? Nó đau. Nhưng mà chích gân đau không? Cái nào đau nhiều hơn? Chích thịt đau ít hơn, mà chích gân đau là nhiều hơn. Gân mà khi quý vị chích chặt nó phù cái ốp xe vậy đó, nó nhức thấy mồ luôn, 3-4 bữa chưa xọt. Mà khi quý vị bị phỏng đó, thì đó là cái thân bên ngoài là thân bên trong. Quý vị bị đổ nước sôi nhầm cái thân mình nó phỏng, thì cái đó là thân bên ngoài là thân bên trong. Hả? Ngoài, trong được không? Không. Thì cái đó là quý vị chỉ đau mà ít thôi. Phỏng đau không? Đau ít thôi. Thì quý vị thoa thuốc ngâm muối là nó sẽ hết. Mà nếu quý vị đứt dây thần kinh xúc giác thì đau không? Đau không? Đau. Mà nếu còn dây thần kinh xúc giác thì cái sắc thân quý vị còn cảm giác thân bên ngoài đó, tức là cái da, cái thịt này. Mà nếu dây thần kinh xúc giác đứt rồi, kêu là bán thân bất toại, thì cái da quý vị còn cảm giác nữa không? Không. Thành ra bên trong nó quan trọng hơn bên ngoài. Người người bán thân bất tội là đứt dây thần kinh xúc giác, thì cái da bên ngoài, cái thân bên ngoài mất cảm giác luôn. Thành ra cái thân bên trong quan trọng hơn. Nếu thân bên trong đã chết đứt rồi thì chết thiệt. Còn thân bên ngoài mà chết hư rồi, chết rồi, thì thân bên trong nó còn lại 8 tiếng nó mới chết. Thành ra chúng ta nên nhớ thân quan bên trong luôn luôn quan trọng hơn. Mà muốn được thân quan trong đó thì quý vị phải giữ là 8 giới, 5 giới hậu vô đó được. 5 giới quý vị còn khoái cái thân bên ngoài. Thân ngoài là gì? Ngồi ghế cao, nằm giường rộng, đưa võng, ngồi ghế xích đu cà lắc cho nó đã cái thân bên ngoài. Chứ không ăn thua về thân bên trong hết. Còn nghe xem hát múa đờn kèn cho đã con mắt này, rửa con mắt cho nó đã. Còn trang điểm phấn son dầu hoa, có khi nào trang điểm cái thân bên trong được không? Không. Trang điểm cái thân bên ngoài, quý vị mê luyến cái thân bên ngoài thì quý vị cảm thấy là cõi người bốn đường ác, hoặc là thăng qua lên cao, đó là cõi trời dục giới. Còn nếu mà giữ 8 giới là quý vị phải giữ sống với cái thân bên trong, thân bên ngoài không để ý. Thành ra quý vị không có ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà quý vị ăn bằng hỷ lạc. Mà muốn vậy thì cái thân này phải bất động 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm.
còn sống như cái thân bên trong. Như quý vị tu đi rồi quý vị nhập định, tập nhập định đó ha, ngồi 7 tiếng, 9 tiếng, thì cái này là cõi trời dục giới. Còn liên tục nữa tới 7 ngày, 7 đêm là quý vị qua cõi trời sắc giới. Đại khái là như vậy. Thì cái này cũng luân hồi thôi. Nhưng mà nếu quý vị cầu giảng sanh lập tức. Nhưng mà bỏ phát nguyện không được á. Bỏ phát nguyện là quý vị lập tức về cõi trời nhị thiền của sắc giới. Giờ A-di-đà ơi, con không muốn về cõi trời hết phước luân hồi, con muốn về giáo hội của Ngài. Thì A-di-đà hỏi con nhất niệm chưa? Nói bạch con nhất niệm rồi. A-di-đà tiếp dẫn liền, 100 người tiếp dẫn 100 người. Nghe, thành ra quý vị làm sao ráng mà niệm Phật khỏi cần đếm nữa. Mà nếu khỏi cần đếm mà được 5 phút, 10 phút chưa đâu. 5, 10 phút nó may mắn ngay cái lúc mà tắt thở thì giảng sanh. Mà 5, 10 phút rồi nó mất rồi tắt thở là nhớ tới cái kỷ niệm ác, sơn bố là ác đạo. Nhớ tới đi quỷ đạo, sanh về cõi trời. Mà nhớ tới ở cái đi Phật thất niệm Phật, sanh về cõi Phật. Thành ra cái này là cái mai rủi, cái mai rủi. Thành ra muốn giảng sanh phải nhờ cái người khai thị, không để mình mê. Nếu mê thì tất nhiên mình đâu có biết đi đâu, hãy hiện ra cái gì rồi về cái đó sinh xong. Còn tỉnh táo hỏi bà, cô, ông, có nhớ Phật, có nghĩ Phật không? Nói có, vừa gạt đầu tắt thở, giảng sanh. Thì mình luân hồi sinh tử là tại cái xác thân này. Năm căn, sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nghe thì mới phát hiện cái cảm giác. Cảm giác của ngạ quỷ và tư tưởng của súc sanh. Rồi đi sâu nữa mới có ý chí. Thì có cảm giác của người và tư tưởng của trời dục giới. Từ đây bắt đầu mới có vấn đề. Từ đây mới có thời nhất niệm mới giảng sanh. Còn loài thú không bao giờ giảng sanh được. Nó phải tiến lên loài người. Mà tiến là tiến trên cái tâm á. Chứ cái thân thì chúng ta không quan trọng được. Có khi thân người mà tâm thú, người không giảng sanh được. Có khi loài thú mà tâm người, tâm trời giảng sanh. Chúng ta để ý có nhiều con chim nó niệm Phật mà nó giảng sanh nha. Làm sao biết, có gì biết không? Coi khi chết hay có xá lợi là giảng sanh. Một con chim làm sao biết nó giảng sanh? Đem đi thiêu nó, nó còn cái lưỡi thành xá lợi. Con chim người ta dạy nó niệm Phật, nó niệm như thầy Trí Tịnh gì trên đó. Mày lợi mày kêu nó cái nó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình niệm cái nó niệm theo. Nó vô nó gặp mình cái nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà nếu nó niệm lâu nó nhất niệm thì chết là cái lưỡi nó còn. Quý vị chôn dưới đất mà đem lên thì tiêu hết, nhưng mà cái lưỡi còn. Còn quý vị đem đi đốt nó thiêu thì cái lưỡi nó còn. Là nó giảng sanh đấy, nó là xá lợi. Cái lưỡi nó đập không bể. Rồi thì đại khái như vậy. Vậy thì hôm nay tóm lại là tôi muốn giảng cho quý vị rõ, tất cả mọi cuộc sống trên đời này đều do tư tưởng. Mà tư tưởng chỉ phát hiện khi nào có năm căn tiếp xúc với năm trần. Năm căn là sinh lý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi mới cảm giác phát hiện. Rồi cái óc là cái căn thứ sáu, mới bắt đầu phê phán cải sửa, tập trung. Thì cái nguyên nhân của sự đau khổ vấn đề là phát hiện từ cái căn thứ sáu, tức là óc hay là dây thần kinh óc, mới giải thích vấn đề và cải sửa vấn đề. Thì con người mới có nghiệp, có mạt na ý chí. Con thú chưa có ý chí, chưa có mạt na, thành là con số chết chịu cho nó không biết cải sửa. Chúng ta thấy là loài thú bệnh là chịu rồi, còn con người không có. Nhưng mà con người cũng khó giảng sanh, phải trời dục giới. Tức là phải có kinh nghiệm, kiến thức, cái con người phải thông minh. Mà muốn thông minh thì sao?
phải bền. Mà muốn bền thì làm sao? Phải giữ giới cho kỹ. Mà giữ giới cho kỹ thì sao? Thì niệm Phật mới nhất niệm. Mà như thế nào là nhất niệm? À, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm khỏi, còn niệm Phật đây là nhất niệm. Nhất niệm rồi làm sao nữa? Đi tới cái trí thông minh. Trí thông minh là sao? Con không muốn về cõi trời, con muốn về giáo hội của Phật A Di Đà. Thì cái đó là cái nguyện. Cái nguyện là cái huệ, là cái thông minh. Mà muốn thông minh thì phải có ý chí, phải nhất niệm. Mà muốn nhất niệm thì phải giữ giới cho kỹ. Mà muốn giữ giới cho kỹ thì phải làm sao? Tức là cái cuộc sống mình phải gần thầy sáng và bạn lành. Thầy sáng là thầy sao? Thầy đó có thọ giới, có giảng pháp và có trí tuệ. Tức là thầy đó ít nhất phải giữ 10 giới. Mà ba cái giới hờ cuối cùng là khó nhất, là không đối đến tiền bạc vàng của quý, không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai, đại khái không có trang điểm phấn son, không mặc đồ kate, đi giày xưng đan, đeo đồng hồ vàng chẳng hạn. Mấy cái đó là phải biết, nhìn thì mình biết. Thấy không? Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, ngồi lên ghế salon xích đu cà lắc đồ. Thấy không? Không nghe xem trong chùa có radio, tivi đủ thứ hết, thì những người đó là không có tu được, bận về vật chất. Thì thầy sáng là giảng pháp, phải giảng nhất niệm và giảng vô niệm, tức là gia văn bát nhã. Mà nếu không được thì phải chỉ Phật tử cách niệm Phật để giảng sanh. Giảng sanh thì thành Như Lai thôi. Thì cái đó là cái trí tuệ. Thì tu phải tu sao? Nó niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phải cho rành. Thì đó là thầy sáng. Còn bạn lành là mấy người bạn đạo. Thì mấy người đâu phải có tu. Thì bạn đạo mình ít nhất phải giữ 5 giới. Ăn chay tệ lắm 10 ngày mà không ăn được, mở miệng chửi thề là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, chửi thề. Thì đây là bạn đây, không phải bạn lành, lánh xa. Tìm người Phật tử nào mà có hạnh kiểm, nếu có ăn chay trường thì chúng ta mới giữ giới kỹ được. Gần mực thì đen, thì phải gần đèn thì nó sáng. Mà giữ giới kỹ thì quý vị ngồi xuống niệm Phật sẽ được nhất niệm. Mà nhất niệm rồi quý vị phải quán là cuộc đời này đau khổ, sanh về cõi trời hết thước cũng luân hồi nhờ nghe pháp. Thì cái này gọi là cái huệ. Thành ra muốn giữ giới kỹ là phải gần thầy sáng bạn lành. Giữ giới kỹ thì niệm Phật được nhất niệm. Nhất niệm là phải quán cuộc đời này vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì chỉ có cõi cực lạc của Phật Di Đà thì mới giải thoát luân hồi sanh tử. Thì cái đó là kêu là cái nguyện, tức là trí huệ. Thành ra đầy đủ giới, tức là hành. Đầy đủ định, tức là tính. Đầy đủ trí huệ, tức là nguyện. Hành, tính, nguyện, tức là giới, định, tuệ. Đầy đủ ba cái này đó là tư lương giảng sanh của quý vị. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.